Thưa sư phụ, câu này thì sư phụ giảng lâu rồi nhưng mà có người ở bên Đức chưa được nghe thì họ nhờ con hỏi dùm là sư phụ giảng lại cái bản ngã là gì? Có nghĩa là cái lu đầu bữa còn cái lu không hỏi bản ngã là học vấn cao, bản ngã là anh hùng rồi. Giờ là nhưng mà đi ngược lại bản ngã cũng là tự kỷ luôn á nha, mắc cỡ đồ tự kỷ đồ, giống như bữa cô gì mà nhan sắc đẹp rồi đi làm đủ chuyện cặp bồ với đại gia rồi phá thai rồi á, rồi mắc cỡ không nhắm tới đây, cái đó cũng là bản ngã. Gặp Bồ Tát mà để mà xóa xóa tội mà còn mà mắc cỡ, nghĩa là vẫn còn bản ngã, mắc cỡ cũng là bản ngã, giàu ỷ mình có tiền cũng là bản ngã, núp né cũng là bản ngã. Người mà chỉ có chí có dũng mà không có bi thì thằng cướp cũng là bản ngã. Cho nên tại sao cái bi mà thiếu chí rồi thiếu dũng nữa thì thành ra cà gù như mấy Phật tử, mấy ông thầy quay như dế. Đó, bạn nghĩa là vậy đó. Ủa cao đồ có gì muốn nói hả? Viết giấy cho ta. Nói cái này nó ngồi đó đi, ngồi đó đi. Thưa sư phụ, cái Nguyễn Văn Quốc này là hồi xưa đó là thằng em của tôi ở trong quân ngũ á, khi mà ngày 27 giờ rồi đó đi băng qua đường này sao mà vợ thì bị mổ, mới mổ cho nên không đi vắng, không kiếm, không không đi được thì chờ tới cái khuya không có. Nhưng mà khi đó cái xe mà hút rác đó nó mới khám phá ra là không có bị giết, còn chứng sau này kiếm cái bóp không có, tức như vậy là bị cái đám côn đồ nó giết. Nhưng mà xin hỏi coi những người như vậy đó là có được sư phụ có thể hiện giờ cái xác còn đang nằm ở nhà hoàng á, vậy thì có thể gia đình nhờ tôi hỏi là có thể cứu được người này để nhờ rồng đưa đi một cái thế giới nào để về với cha được không thưa sư phụ? Còn nhiều lắm, bây giờ gia đình đó thì đơn giết mà người vợ thì đang mổ mấy bữa mỗi người có cái gì, nghiệp. Cái nghiệp Dạ. à, thì thôi cái người đó có gì nó nghiệp là tự động thôi, chứ còn mình lạm dụng để mình nhờ vậy kia hoài mấy cái đó thì thôi xuống trần làm thầy pháp luôn cho rồi đi, làm giáo chủ chi, làm người truyền tin cho cha làm gì, làm minh vương làm gì. Cho nên mấy bệnh nó nhỏ hồi nãy á, ở vô chỗ hồng này những người mà bị kiệt có thể trị được là gì, chỉ có bảy dòng hào quang. Những cái gì bị stress, bị mất ngủ hay là tâm hơi giống như gần như bị khùng bởi dòng linh rồi đó, vô đây thì tự động nó hết, là tự động bảy dòng hào quang chỉ. Còn cá nhân thì không phải là thầy pháp thầy bói hay là vô đây để trị bệnh nha quý vị. Còn người nào mà có duyên kiện mà up up cái camera đó thì cho nó có tội nặng thế nào, nó có phá thai 10 lần có thể sinh được á. Là sao? Là gì? Mình có tiền, mình có quyền cho người nào để mình trả nợ, là giảm cái phước của người đó. Chỉ phải ngồi thiền, chỉ phải xin cha, xin mấy vị, việc làm cho những người thân nhiều. Nhưng mà còn bình thường ở thế giới này 8 tỷ người, cả Chúa cũng không được, Phật cũng không được, cha cũng không được, cho nên Phật mới bó tay á, mới đi về á. Chứ còn mỗi một chút mà cứu rồi thôi á, chỉ có mấy ông thầy trong chùa mấy ông làm được cái chuyện này á, được kiếm mấy ông thì mấy ông cứu được, nhưng mà phải đặt cái cúng dường nhiều nhiều lớn lớn. Nhưng mà lấy gì kiểm chứng, cái đó là quan trọng. Còn kia không có dám hứa, nhưng mà đã bắt ngư theo việc lâu vậy, chỉ thời xưa đó
Lúc mà kiện biết Xích Long với mấy vị rồng nó hộ kiện rất là lâu mà không bao giờ dám lạnh được. Đến khi có ngày mà cái thằng em mà nó chết xì kia năm 1905 đó, nó ba mấy tuổi nó chết, nó linh như là cái gì, ai vô nhà nó ngủ cũng nó cũng hiện về trên nóc nhà, nó không có để người nào mà tới đó. Rồi con nó cũng nằm mơ thấy nó mỗi ngày. Cá kia cũng biểu nó sao mà em đi đầu thai, nó không em đi theo mấy thằng bạn em vui, bạn em là cô hồn cát đảng làm gì vui, là nó cứ đi suốt người ta mua xì ke. Rồi cái thằng đó cũng thôi, mấy thằng xì ke là mấy thằng đi mượn tiền giỏi nhất và cua gái giỏi nhất, không ai cua gái bằng mấy thằng hút xì ke, tại vì ma nhập vô nó, ma đi cua gái mà đâu phải nó. Cho nên tại sao mấy thằng gái đẹp bị mấy thằng xì ke với mấy thằng dân chơi cua nhiều là vậy. Thì thằng em mình nó cũng đi như vậy, cái nó đi theo hỡi mà ai mà hút vô chút rồi nó nhập vô đó nó phê, tại lúc nó sống nó xì ke mà. Em ruột kìa, em ruột có sắc bạc. Thì thời đó khổ với mày lắm. Mình là như vậy, mình không có độ được em mình. Thì lúc đó, cái ngày nào mấy vị cũng đọc được cái tâm kiện, nói thôi ngày đặt tên cho nó đi. Thì lúc đó Xích Long mà xuống. Thì mấy ngày mấy vị lớn á, mới cao. Từ đó thì kêu tới hai người ta đặt tên mình là, nó là Ngô Thanh Đồng nha. Kiệt đó là Thiên Thanh Đồng. Anh Kiệt đang nằm ngoài ốc heo 95-206. Ổng còn linh hơn nó nữa. Ổng tối ngày bên cạnh hoài à, anh bắt gặp ổng tối ngày lên núi Thiên Sơn đi đâu ổng tò theo, mấy ông thần thần muốn đuổi ổng tại biết ổng là anh Thất Phàm. Người cái trong hẻn á, bữa đó ổng nói với mà với Kiệt, ổng nói ngày mai á, em mà thấy có con gà mà chạy vòng vòng á sao, đó là anh đó, ổng làm đủ chuyện để cho mình biết là có sự xuất hiện không. Tôi biết rồi, cái ngày mai y chang có con gà đâu xuất hiện ở mà Freeman mà làm những cái ai nuôi gà mà giữa cái khu cầm mất sò khu hai thác tầm, cái gà xuất hiện ngay giờ lành á, nó gượt mấy thằng nhân viên chạy cả vòng vòng họ tiếng họ mới biến mất. Rồi con cái thằng mà em mình mà chết xì ke đó là nó ngày mai anh sẽ thấy con bút cho họ quảng hồn, tự nhiên cái vòng kiếm không à, con muốn bự gì nè biết nó rồi à. Mày dữ quá, nghĩa là mấy anh em mình chết không có đi đầu thai. Để mình kể, rồi con đứa em gái nó chết hình 5 tuổi, năm 75 chết. Tới hôm nay nó 40 mấy tuổi. Nó cũng không đi nữa, nó theo ông Yên mà hiện giờ đang ở trên núi Hồng á. Mà có một nhỏ em tên là Ngô Kim Liền nữa. Rồi á là chưa tính nữa nghe. Ba má thì lúc mà cái xe chùa á, thì tại ba kia làm thợ mộc, thì ông vô rừng Lâm Đồng Pleiku á, ổng cưa cây á. Rồi mấy cái ổ chim ở trên cây nhiều quá, rồi khi ổng cưa cây chim chết. Cái lúc mà ổng chết, cái nó nói là nằm mơ thấy cái mặt ổng lủng lỗ nè, lỗ đầy hết. Ông nói sao ba mặt ba bị lủng lỗ hết gì, ông nói bị mấy con chim nó mổ. Cái sao vậy, ngày xưa mà đi cưa cây trong rừng á, một cái cây á, nó có nhiều sát sanh nhiều á, mà trong khi ổng là người tốt nghe thì lại hết trong nhà vậy. Đến lúc mà mấy vị mới nói ok ngài muốn tiễn hết mấy người này đi thì phải đặt hết Ngô Văn Sơn, Ngô tức là chạy cưa 5 phút, đặt là Thiên Văn Sơn. Má Cao Thị Hoa, Thiên luôn, thiên hết. Rồi tới cái ông anh mà quá gan gà mà ấy đó, ổng là Ngô Lập đang nằm ốc hiu, ai lên ốc hiu gặp ổng chả. Ông đó, ổng kể chuyện tâm linh còn hay hơn việc kể nữa. Ông nói bữa em cúng đồ chay không, anh ăn không có được. Tại không sống ăn mặn không à, với ông nhậu không à. À, về Việt Nam là chơi với em Nguyễn Tấn Dũng là cha kia, bây giờ hai ông bị ung thư gan chết rồi. Cái ông em của ông Nguyễn Tấn Dũng là bạn thân với ông này. Giờ nói chung là nhỏ em gái cũng không có siêu, thằng xì ke cũng không siêu, Thiên Kim Liền, Thiên Thanh Đồng vậy. Thì lúc đó Xích Long thả lưng bay đi. Còn cái ông nội này ông nghe chắc là chết rồi, em muốn nhờ lạm dụng quá, lạm dụng quyền lực quá không có được. Bởi vì sáng sớm mới vô tưởng đâu gì trọng sự. Tôi có người bạn. Ai chứ đâu Phật. Hát đâu ai, kìa không có làm mấy cái này nha. Đừng có mấy gì không có thích mấy cái này. Cái chắc là việc là lo cho cả một cái trái đất, cả nước Việt. Khi nào người nào có duyên nó lên đây. Nhưng mà những cái người mà bị trúng bùa trúng ngải ma quỷ á, họ ít có dám bước vô phòng này lắm, chờ khi người đó đang cầm bùa ngải trong này
Thầy Kiệt biết thì nhưng mà Kiệt cũng từ bi, không có làm gì. Nhưng mà người đó đó về trong vòng 3 năm sẽ bị mấy vị phạt rất là cực kỳ nặng, có thể là mất mạng đó, nếu mà cố tình vô đây phạt. Nhiều người bị lắm, mới đơn giản thôi, có thể qua mắt người trần mắt thịt được, không thể qua được hết tất cả những cái gì mà hộ pháp đã biết Kiệt là như vậy rồi, cố tình vô đây phá đó, thì cái đó là cái chuyện đó là mình phải coi lại à, nghe Di Đà Phật.